Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Kinh tế 24 giờ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán phố Wall tiếp tục tăng điểm ngày thứ ba liên tiếp, trong khi đồng đô la Mỹ thì quay đầu giảm trong phiên giao dịch vào ngày 25 tháng 10 do hy vọng Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ điều chỉnh chính sách. Trước phiên thì chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,1%, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,6%, chỉ số công nghệ Nasdaq thì tăng 2,3%. Các nhà đầu tư tin rằng là Fed có thể thảo luận về giảm giảm tốc tăng lãi suất tại cuộc họp vào tháng 12 tới đây. Còn ở bên kia bờ Đại Tây Dương thì chỉ số FTSE của London lúc đóng cửa thì đi ngang. Các chỉ số của Đức, Pháp và chỉ số châu Âu Eurostock thì đều tăng là 0,9 đến 1,6%. Tại châu Âu, các nhà giao dịch đang trông mong vào kết quả cuộc họp chính sách chủ chốt của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 10. Đồng bảng Anh có diễn biến tích cực trong phiên vừa qua với việc đi lên là khoảng 0,4% so với đồng đô la Mỹ. Hiện thì vượt một bảng đổi 1,14 đô la Mỹ, cao nhất kể từ đầu tháng. Hiện thì bảng Anh ở mức là 1,1468 đô la Mỹ đổi một bảng Anh. Việc ông Rishi Sunak chính thức được bổ nhiệm làm thủ tướng Anh đã tạo ra những tác động tích cực cho thị trường bởi ông được xem là người thận trọng trong việc điều hành nền kinh tế và cam kết sẽ sửa chữa những chính sách gây tranh cãi dưới tờ thời người tiền nhiệm và nhiệm vụ lớn trước mắt của tân thủ tướng Anh Rishi Sunak là giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế đang gia tăng ở quốc gia này. Ngày 25 tháng 10, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak đã chỉ thị cho chính phủ phát triển một cách có hệ thống tuyến đường biển phương Bắc ở Bắc Cực. Theo ông Novak, thì với năng lực hạn chế của các tuyến đường khác, thì tuyến đường biển phương Bắc, tuyến đường biển này sẽ là ngắn nhất giữa châu Âu, phần phía Tây của nước Nga và vùng Viễn Đông của Nga đang đóng một vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế của nước Nga. Và Phó Thủ tướng Nga thì cũng yêu cầu là các bộ phận chức năng theo dõi tình trạng băng dọc theo NSR thông qua sử dụng vệ tinh và hợp tác với các đối tác quốc tế về vận chuyển hàng hóa. Dự kiến là lượng hàng hóa thông qua tuyến đường biển phương Bắc sẽ đạt là 33,8 triệu tấn trong năm 2022. Chính phủ Thái Lan ngày 25 tháng 10 đã thông qua đề xuất của Bộ Nội vụ cho phép là người nước ngoài được sở hữu đất với diện tích lên tới là 1.600 m2 cho mục đích làm nhà ở tại nước này. Quyền sở hữu đất để làm nhà ở áp dụng đối với người nước ngoài thuộc 4 nhóm đối tượng bao gồm chuyên gia có tay nghề cao, chuyên gia làm việc từ Thái Lan, công dân toàn cầu giàu có và người hưởng lương hưu giàu có. Đề xuất này đánh dấu thay đổi lớn về chính sách pháp luật lâu nay của Thái Lan, vốn hạn chế người nước ngoài sử dụng đất, sở hữu đất và ngoại trừ các trường hợp như là mua nhà chung cư hoặc là người nước ngoài kết hôn với người Thái Lan. Quy định mới này thì khá là phù hợp với kế hoạch kích thích nền kinh tế và đầu tư của chính phủ nhằm thu hút các chuyên gia và người nước ngoài giàu có đến với đất nước này. Thị trường quảng cáo trực tuyến tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề khi mà hai ông lớn trong ngành đó là Alphabet, công ty mẹ của Google và Microsoft báo cáo doanh thu đáng thất vọng trong quý gần đây nhất. Sự bấp bênh của một số yếu tố kinh tế đang là một thách thức lớn và là tác nhân chính dẫn đến sự sụt giảm trong chi tiêu của những nhà quảng cáo. Trong báo cáo tài chính quý 3 của Alphabet, công ty mẹ của Google, Doanh thu quảng cáo trên mạng YouTube giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 7,07 tỷ đô la Mỹ so với ước tính của các nhà phân tích là 7,42 tỷ đô la. Đây cũng là lần đầu tiên doanh thu quảng cáo của YouTube giảm so với cùng kỳ năm trước kể từ khi công ty bắt đầu công bố kết quả kinh doanh riêng của từng mạng vào năm 2019. Cho thấy ngay cả mạng chia sẻ video lớn nhất thế giới cũng không miễn nhiễm với các thách thức của thị trường quảng cáo trực tuyến. Tăng trưởng doanh thu tổng thể của Alphabet giảm mạnh từ 41% một năm trước xuống chỉ còn 6%, nhấn mạnh nỗi lo sợ về một cuộc suy thoái đang rình rập buộc các công ty cắt giảm nhiều chiến dịch quảng cáo và tiếp thị. Sự bấp bênh của bức tranh kinh tế chung đang là thách thức lớn, khiến cho các nhà quảng cáo dây dặt hơn khi chi tiêu cho quảng cáo trực tuyến chúng tôi nhận thấy các doanh nghiệp đang dần cắt giảm chi tiêu cho các quảng cáo trên công cụ tìm kiếm ở hàng loạt lĩnh vực như bảo hiểm vay nợ tiền mã hóa Mới tuần trước, Snap cho thấy dấu hiệu đầu tiên về sự suy thoái của thị trường quảng cáo trực tuyến khi công bố kết quả kinh doanh cho thấy quý tồi tệ nhất của hãng khi tăng trưởng doanh thu chậm khiến cổ phiếu sụt hơn 30% vào ngày hôm sau. Bức thư gửi các nhà đầu tư của Snap cho rằng doanh số bán hàng kém là do các công ty đang phải cắt giảm ngân sách thiết thị để đối phó với nền kinh tế yếu kém. Một ông lớn khác trong ngành là Microsoft cũng cho thấy sự trứng lại trong kinh doanh quảng cáo trực tuyến với báo cáo quý mới nhất. Theo đó, mảng kinh doanh quảng cáo tìm kiếm và tin tức, bao gồm công cụ Bing và Microsoft News, cho doanh số bán hàng chỉ đạt mức tăng trưởng 16%, thấp hơn nhiều so với mức cùng kỳ năm ngoái là 40%. Tăng trưởng doanh số hàng quý trên mạng xã hội tuyển dụng LinkedIn của Microsoft cũng giảm xuống còn 17% so với mức 42% trong cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng của mảng kinh doanh quảng cáo liên tiếp bị thu hẹp lại theo từng quý trong năm qua, trùng với quỹ đạo đi xuống chung của toàn bộ thị trường quảng cáo trực tuyến. Việc giảm chi tiêu quảng cáo của khách hàng vốn thường suy yếu vào cuối quý đã ảnh hưởng đến việc tìm kiếm trong các giải pháp quảng cáo và tiếp thị của LinkedIn. Meta, công ty mẹ Facebook dự kiến sẽ báo cáo quý thứ hai liên tiếp về doanh số sụt giảm, và CNBC nhận định không có khả năng để công ty này đưa ra dấu hiệu phục hồi. Spotify, nền tảng phát nhạc trực tuyến được ưa chuộng nhất, cũng không tránh khỏi khủng hoảng. Môi trường kinh tế đầy thách thức đã ảnh hưởng đến doanh số quảng cáo của công ty trong quý ba, góp phần gây ra thiệt hại lớn, mặc dù hoạt động mở rộng người dùng vẫn tăng trưởng vững chắc. Ngân sách tiếp thị thường là điều đầu tiên mà các công ty nghĩ đến khi cố gắng cắt giảm chi phí. Kết quả tăng trưởng doanh thu quảng cáo kém cỏi là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự chậm lại của ngành quảng cáo trực tuyến khi người tiêu dùng và doanh nghiệp thắt chặt chi tiêu vào thời điểm lạm phát tăng cao. Theo phân tích của Financial Times, nền kinh tế toàn cầu liên tục trao đảo những tháng gần đây khi mà các ngân hàng trung ương liên tục nâng lãi suất để chống lại tỷ lệ lạm phát cao Chiến lược này đang đe dọa đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Nhiều hộ gia đình đã thắt chặt ngân sách và cắt giảm những mặt hàng không cần thiết, dẫn đến việc các nhà quảng cáo chi tiêu ít hơn để tiếp thị sản phẩm và dịch vụ. Hệ quả là nhiều công ty công nghệ đang phải giảm tuyển nhân sự để điều chỉnh nguồn chi. Bên cạnh suy thoái kinh tế khiến nhiều người dùng thắt chặt chi tiêu, nguyên nhân của sự sụt giảm trên toàn ngành quảng cáo có thể kể đến sự cạnh tranh cho chi phí quảng cáo đến từ các mạng xã hội mới, cùng với xu hướng ưa chuộng TikTok hơn YouTube của người dùng đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt